Trong phần bài giảng này, mình sẽ tập trung giới thiệu cho các bạn một bộ công cụ để các bạn dựng hình. Mà những từ thuật ngữ của nó là Polygon Modeling. Thì bây giờ mình sẽ đi đi vào vấn đề chính là mình sẽ dựng hình một vật thể từ những vật thể cơ bản như khối box. Thì các bạn sau khi tạo ra khối box, cái vật thể này ngoài việc chỉnh sửa như độ dài, độ rộng hay là chiều cao thì các bạn không thể nào làm được thêm bất kỳ một tác động nào vào vật thể này hết. Thì để làm được điều đó, các bạn phải chuyển chế độ object bình thường thành polygon. Có hai cách chính. Cái thứ nhất là các bạn sử dụng ribbon vào phần modeling, chọn polygon modeling, nhấn vào convert to poly, có nghĩa là sẽ chuyển đổi tất cả những vật thể của bạn thành polygon. Mình sẽ nhấn vào polygon. Thì lúc này vật thể của các bạn ở trong bảng modify sẽ có một cái tên ở dưới cái modify list là editable poly. Cách thứ hai, mình sẽ nhấn Ctrl Z để quay lại trạng thái ban đầu của nó. Cách thứ hai là các bạn nhấn chuột phải và các bạn chọn convert poly, convert to editable poly. Thì hai chế độ này là tương đương nhau, thì đấy là hai cách chính, có nghĩa là bạn chuyển toàn bộ cái box này thành poly. Cách đó là hai cách chính, còn cách phụ đó là cái cách mà các bạn trực tiếp can thiệp trực tiếp ở trong cái modify list này nhưng vẫn giữ khối box, đó là các bạn nhấn vào mũi tên ở đây, các bạn chọn edit poly thì nó cũng cho các bạn can thiệp vào polygon để các bạn có thể dựng hình một cách thoải mái nhất. Thì tất cả đều như nhau cả thôi. Thì bây giờ mình sẽ nói về cái editable poly này trước. Thì trong sau khi các bạn chuyển thành editable poly thì các bạn có thể nhấn vào những cái sub object ở dưới này như là vertex là điểm. Các bạn có thể chọn điểm. Thứ hai là edge là cạnh. Các bạn có thể chọn cạnh như mình đang chọn ở đây. Thứ ba là border. Để chọn được border thì border được tạo ra bởi một cái lỗ, và cái lỗ này có bao nhiêu cạnh thì tùy tùy các bạn, từ ba cạnh trở lên là có thể tạo ra được một cái lỗ rồi. Bây giờ mình sẽ nói cái này sau cái polygon. Cái polygon tức là những cái mặt mà mình đang chọn đây được gọi là polygon, một polygon, hai polygon. Ở đây gọi là polygon thứ ba selected. Mình chọn đây, sẽ hai polygon đã được chọn. Ba polygon đã được chọn. Bốn polygon đã được chọn. Để chọn những cái này thì mình nhắc lại ở bài trước là mình sử dụng phím cần giữ giữ phím control và chọn, có nghĩa là mình đang giữ phím control để mình tiếp tục chọn, và nhấn alternate để bỏ chọn, control chọn alternate bỏ chọn. Rồi thì như nãy mình nói, để chọn được border thì ở đây là không có border nào được chọn cả, bởi vì chưa có một cái lỗ nào hết. Mình delete cái polygon này đi. Thì lúc này sẽ có một cái lỗ bốn cạnh. Và polygon cái border ở đây sẽ là cái border bốn cạnh này. Rồi mình quét chọn. Đây, nó sẽ thể hiện ở đây là có bốn cái cạnh đã được chọn. Thì đó là ý nghĩa của border. Tiếp theo, mình sẽ nói về element. Element thì cũng giống như polygon, nhưng mà khi các bạn nhấn vào bất kỳ một
chỗ nào ở trên cái vật thể này thì tất cả những cái polygon của nó sẽ được chọn, vì chúng được nhận liên tục, có nghĩa là chúng liên tục thấy nhau á, nó không bị đứt quãng thì chúng sẽ được chọn. Bây giờ mình sẽ nhấn shift giữ nó và kéo cái polygon này ra một bên, thì lúc này sẽ xuất hiện một cái bảng và nó hỏi chúng ta là chúng ta muốn nhân bảng nó ra một cái object mới hay là một cái element mới. Thì nếu như mình chọn một cái object mới thì cái 6 cái miếng polygon ở đây nó sẽ trở thành một cái object thứ hai, và mình có thể đặt tên nó lại, ví dụ như 1 chẳng hạn. Bây giờ mình nhấn ok. Bây giờ là mình không thể chọn được cái element nào hoặc là vertex nào ở bên này cả, bởi vì đây là cái object thứ hai rồi, và cái sub object ở dưới này của mình chỉ tác động được cái box 001 thôi. Để chọn được cái này thì chỉ có thể thoát, mình phải nhấn vào đây để thoát, hoặc là nhấn chuột phải, hoặc là nhấn vào đây để thoát. Đấy, thì phải thoát nó ra thì mình mới chọn được cái object này. Và cái pivot của vật thể thứ hai này nó lại trùng với cái pivot của cái vật thể thứ nhất. Đấy, thì ý nghĩa của nó là như vậy. Bây giờ mình tạm thời mình xóa cái vật thể thứ hai đi, mình làm lại cái bước, mình chọn chế độ nào cũng được để copy ra một vật thể, coi như là từ cái vật thể thứ nhất này thì polygon hay là element cũng được. Nhấn Ctrl A để chọn hết, nhấn Shift kéo giữ ra để chọn. Bây giờ mình sẽ chọn là clone to element. Thì ý nghĩa của element có nghĩa là vật thể mà mình vừa tạo ra, không có tạo ra vật thể mới mà chỉ thêm những polygon mới mà thôi. Nên mình có thể chọn, có nghĩa là đây vẫn là một cái object tên là box 001 nhưng mà có thêm những cái polygon khác đó, nhờ cái thao tác copy hồi nãy của mình. Bây giờ mình sẽ nói về những cái chức năng của cái ribbon ở đây trong cái mục modeling, trong cái bảng modeling ở đây thôi nhé. Còn free from selection hay object pan hay populate là những cái chức năng khác, không có liên quan gì tới cái việc dựng hình của chúng ta cả. Đó, mà nó chỉ có tác động là chỉnh sửa thôi. Ví dụ như free form thì nó sẽ cho chúng ta chỉnh sửa, và cái này mình sẽ nói ở một cái nội dung bài giảng khác. Ở trong modeling thì bây giờ mình sẽ giả sử như mình chọn một cái điểm ở đây, mình nâng lên đấy, như các bạn thấy mình có thể chỉnh sửa được tác động lên vật thể ở dạng điểm, vertex, dạng cạnh cũng vậy, mình cũng có thể nâng lên hạ xuống, có thể xoay đấy, có thể xoay, hoặc cũng có thể là scale đấy. Và tương tự như là polygon cũng vậy, mình có thể tác động nó tất cả các trục, tất cả các biến đổi transformation ở đây. Cái thứ hai mình muốn nói tới chính là cái bảng edit polygon ở đây. Thì các bạn thấy là edit polygon ở đây, rồi còn bên này nữa, một rất là nhiều thứ. Thì mình sẽ nói sơ về lịch sử của Max một chút xíu, là cái bảng ribbon này nó chỉ xuất hiện từ phiên bản Max 2010, còn đây là Max 2018 rồi, thì nó kế thừa và nó phát huy tiếp. Thì trước cái phiên bản 2010 thì không có bảng này, và mình thì cái thế hệ đi trước nên chỉ sử dụng cái bảng này thôi. Và mình đã sử dụng cái bảng này rất là lâu rồi, đến nó quen thuộc lắm rồi. Thì hai cái bảng này là nó như nhau cả thôi, không có khác gì cả, tất cả đều là nó đều như nhau cả. Nó chỉ khác ở mỗi cái là giao diện của cái thằng ribbon này nó có lợi thế mặt hình ảnh
các bạn nhìn nữa, các bạn có thể biết là mình đang 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 chuẩn bị nhấn cái gì. Và bên cạnh nó cũng có những cái tên nữa, ngoài logo ra nó còn có những cái tên nó rất là thuận tiện cho các bạn. Và mình khuyên các bạn là các bạn nếu mà mới tiếp cận vào Max thì các bạn sử dụng Ribbon sẽ tốt hơn. Còn mình thì sẽ dạy cho các bạn cả hai, Ribbon và bảng Modify ở đây. Thì đầu tiên mình sẽ nói với các bạn về Adjust. Adjust là đẩy. Thì để dễ hiểu thì mình sẽ làm một cái lệnh Adjust ở đây luôn. Adjust có nghĩa là mình đang ở trong chế độ Polygon. Polygon, nhấn Adjust, mình Adjust nó lên. Đấy, mình cầm kéo nó lên như thế này. Các bạn thấy, có nghĩa là mình đã vừa tác động lên cái bề mặt này, mình đẩy nó lên, đồng thời cũng tăng cạnh nó, tăng những cái cạnh này lên, thì các bạn thấy, và giữ cái cạnh ban đầu của nó ở đây. Đấy, lệnh Adjust có nghĩa là như vậy. Về giải thích nghĩa thì ở đây mình làm trực quan sinh động luôn, khỏi phải giải thích nhiều. Tiếp theo là bevel. Bevel ở đây và bevel ở đây, nó cũng giống như Adjust các bạn, nó cũng giống như là Adjust thôi, nhưng mà nó cho phép mình bo cái góc mình không phải là bo góc, nó cho phép mình coi như là ép cái polygon tiếp theo của mình nó vào bên trong một chút xíu hoặc là ra bên ngoài một chút xíu. Đấy, có nghĩa là bevel nó là một loại Adjust nhưng mà cho các bạn vát góc, giống như lấy dao các bạn cắt gọt cái khúc gỗ vậy. Đấy, đó là ý nghĩa của bevel. Là bevel ở trên này cũng giống như bevel như thế này. Tiếp theo là mình sẽ nói về inset. Thì inset nó cho phép các bạn thụt lùi cái polygon của các bạn vào bên trong. Đấy, vào bên trong giống như thế này, nhưng không thay đổi độ cao của cái polygon này so với cái bề mặt cũ. Đấy, như các bạn mình nhấn Alt Z để zoom nó nhẹ nhàng hơn một chút xíu, các bạn đấy kiếm tắt là Alt Z để zoom cho nó nhẹ nhàng một chút xíu, chứ nếu các bạn dùng con lăn chuột thì trong trường hợp này nó hơi cứng. Đấy, rồi thì inset có nghĩa là nó cho phép các bạn hụt cái polygon này vào bao nhiêu tùy các bạn. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ nói về cái công cụ bridge. Bridge là cầu, nhưng mà trong trường hợp này mình sẽ tạm thời dịch cho các bạn là nối, bắt cầu chứ không phải là cái cầu. Thì bây giờ mình sẽ chọn cái polygon ở đây và mình sẽ thoát cái chế độ inset này ra chút xíu trước bằng cách là nhấn chuột phải vào màn hình hoặc là nhấn trực tiếp vào inset. Bây giờ nãy mình ấn vào đây và thoát, đúng không? Giờ nếu như các bạn muốn thoát chế độ để bất kỳ một chế độ nào ở trong này thì các bạn cần nhấn chuột phải vào màn hình là có thể thoát được rồi. Bây giờ mình chọn polygon ở đây và mình chọn polygon ở cái mặt này. Bây giờ mình sẽ nối cái polygon này vào đây bằng lệnh bridge, nhấn bridge. Như các bạn thấy, những cái cạnh mà nó xác định, máy nó tự động nó xác định là song song với nhau hoặc là hơi hơi méo một chút xíu, mình lệch độ cao một chút xíu thì nó rất là thông minh, nó tự động nó nối vào cho chúng ta như thế này. Đấy, nó tự động nó nối chúng ta như thế này. Thế bây giờ mình có một câu, không phải là một câu hỏi nữa, mà là mình sẽ cho các bạn ngoài cái chức năng này ra, mình sẽ để chế độ, trước khi để chế độ mình sẽ copy cái anh này, cái polygon này ra. Các bạn sẽ thấy trong trường hợp cái polygon của mình là không có cái mặt ở đây. Đấy, nó không có cái mặt ở đây, do mình chỉ coi như là chọn 5 polygon ở đây thôi. Thì làm sao mình nối vào đây được trong khi ở đây nó có cái polygon? Cách rất đơn giản, bạn xóa cái polygon này đi. Bạn chọn
cái chế độ cạn. Ở đây các bạn nhấn vào cái cạn này và các bạn double click nó, hoặc là nhấn vào loop. Loop có nghĩa là những cái cạnh mà nó liên tiếp nhau theo chiều dọc. Ví dụ như thế này, loop nè, nhấn loop nè, liên tiếp nhau theo chiều dọc thì các bạn mới chọn được liên tiếp nhau theo chiều dọc. Và ở ngã, ở đây là ngã 5 thì nó bị chặn 1, 2, 3, 4, 5. 5 ngã thì nó sẽ không thể nào chạy tiếp tục được, bởi vì nó không biết là phải chạy theo hướng này hay chạy theo hướng này, thì mask nó chặn lại ngay. Nó chỉ chạy liên tiếp ở ngã tư thôi, giống như là ở ngã tư đèn đỏ, bạn chỉ có thể đi thẳng thôi. Nhưng mà nếu như có cái bảng nào mà nó cấm rẽ phải hoặc rẽ trái thì các bạn không được rẽ. Ở đây nó không có cái bảng nào hết, nhưng mà nó tự hiểu là ngã 5 là nó không được rẽ, nên nó chỉ dừng lại ở đây thôi. Rồi mình sẽ nói tiếp về bây giờ mình sẽ nói luôn về ring. Nó nói loop rồi thì mình sẽ nói ring. Ring á, thì nó có những cái cạnh mà nó song song với nhau. Ví dụ như bây giờ mình nhấn cái cạnh này thì mình nhấn ring thì mấy cạnh này nó cũng sẽ được chọn, nên mình sẽ nhấn ring. Đấy. Đấy. Nó sẽ được chọn luôn. Hoặc là các bạn nhấn vào cái cạnh này. Nhấn cái cạnh này và nhấn giữ shift và chọn. Đấy, các bạn giữ shift nhưng các bạn đưa chuột vô là nó tự hiểu này. Nó có những cái đường màu vàng á, mình chỉ cần đưa chuột vào là nó sẽ xuất hiện những cái đường màu vàng, thì có nghĩa là nó đang ở chế độ sẵn sàng để nhận lệnh ring. Các bạn nhấn chuột trái vào cái cạnh này, tự động nhấn chuột trái vào, tự động những cái cạnh tiếp theo song song với nó sẽ được chọn. Đó, đấy là về ring và loop. Bây giờ mình sẽ quay lại vấn đề là nối hai cái 8 cái cạnh này với nhau như thế nào. 4 bên này, 4 bên kia. Ở đây trong chế độ Edge, chế độ Edge cạnh cũng có Bridge. Đây, cũng có Bridge. Nằm đây. Ở trên này thì nó nằm ở đây. Đấy. Bây giờ mình nhấn Bridge. Nhấn Bridge. Nhấn Ctrl Z lại. Tại sao nhấn trên này nó không được nhỉ? Nhấn dưới này nó lại được nhỉ? Ok, bây giờ mình sẽ giải thích. Thì trong trường hợp này thì có thể là xuất hiện một cái lỗi nào đó mà mình cũng hơi khó xác định được là tại sao nó lại xuất hiện cái lỗi này. Nhưng mà trong trường hợp này, nếu như các bạn bị thấy nó bị méo á, giống như nó bị lệch như thế này á, thì thôi các bạn xóa, quét chọn và xóa nó đi. Các bạn cách tốt nhất là cũng chọn 8 cạnh này, nhưng mà nhấn Alt Tab chừa cái cạnh cuối ra. Alt Tab chừa cái cạnh cuối ra. Thì lúc này chỉ còn 6 cạnh được chọn thôi. Các bạn nhấn Bridge. Đó, thì bây giờ nó sẽ hiểu dễ hơn. Chắc hồi nãy là nó bị xoắn nhưng không hiểu tại sao nó lại bị xoắn. Mình thì cũng gặp trường hợp rất nhiều rồi, nhưng mà cách giải quyết của mình á là tốt, mình chọn những cái cạnh hơi lẻ một chút xíu, không có tròn quá, có nghĩa là không có bao hết như vậy. Thì đó là cách giải quyết lỗi của mình. Còn về lý do tại sao thì chắc đợi những cái phiên bản tiếp theo chắc sẽ được sửa hơn. Và phiên bản mới nhất là 2018 rồi mà còn không biết sao nó vẫn còn cái lỗi này. Ok, bây giờ mình sẽ chọn hai cạnh cuối và mình bridge nó lại. Bridge nó lại. Rồi, xong. Đó là mình giới thiệu cho các bạn về lệnh bắt cầu, lệnh nối. Cái lệnh tiếp theo trong Polygon thì mình tạm thời mình nói sơ cho các bạn ở đây thôi. Mình sẽ nói tiếp, nhưng mà bây giờ mình sẽ chuyển sang cái phần gọi là Edge. Đó. Bây giờ với cái bây giờ mình sẽ chọn ring, coi như là mình
mình chọn những cái cạnh này, mình sẽ giới thiệu cho các bạn lệnh connect, kết nối. Có nghĩa là bây giờ nó sẽ có một cái đường để nối, giống như các bạn lấy bút các bạn vẽ vào đây á, ví dụ như tính giống như thế này đấy, thì các bạn cứ lệnh nhấn vào connect thì những cái cạnh này nó sẽ tự chia đôi ra, và tự chia đôi ra và nó sẽ nối những cái đường chia đôi nó lại một, connect nó lại. Bên cạnh nó cũng có một cái phím màu vuông, hình vuông như thế này. Đó. Khi các bạn nhấn vào cái hình vuông ở đây á, hoặc ở trên này á là cái phím mũi tên này. Đấy, phím mũi tên này. Đó, connect setting này, thì như nhau cả thôi. Mình chọn nhé. Thì mình sẽ chọn là 2 3 4. Đấy, ví dụ như vậy thì các bạn có thể coi như là linh động hơn, chứ không có nhất thiết các bạn phải chia đôi xong rồi chọn cái cạnh tiếp rồi chia đôi nữa, thì cái này nó sẽ tiện lợi cho các bạn hơn là làm một lần thôi. Các bạn có thể kéo giãn cái mật độ của nó, nhấn chuột phải này, trở về giá trị không, hoặc các bạn cũng có thể làm cho nó lệch một chút xíu giống như thế này. Đấy, giờ mình sẽ nhấn OK. Bây giờ nếu như mà mình không OK mà mình nhấn dấu cộng, tức là mình OK nhưng mà mình không thoát ra và mình tiếp tục làm tiếp. Ví dụ trong trường hợp này mình để là một cạnh nhưng mà mình nhấn là Like and Continue. Đấy, thì nó sẽ hỏi mình, nó sẽ hỏi mình muốn làm tiếp ở giai đoạn nào, cái đoạn nào. Mình nhấn F3 xem coi. Đấy, bên trong mình còn quét. Đấy, sau khi mình quét xong thì cái lệnh này nó vẫn hiểu tiếp nè. Và mình chọn hai cạnh và mình thôi, bây giờ mình cảm thấy được rồi, mình nhấn OK. Đó, ý nghĩa của OK và Apply and Continue nó chỉ khác nhau có chút xíu như vậy thôi. Tiếp theo là mình sẽ giới thiệu cho các bạn công cụ cực kỳ tuyệt vời. Đó chính là Sweep Loop. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn những cái chức, những cái nút coi như là hay xài trước, còn những cái mà theo thứ tự ở đây là mình nói thì các bạn bây giờ sẽ có những cái khó hiểu. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn là Sweep Loop. Mình nhấn chuột vào đâu đó màn hình để thoát mấy cái cạnh đang chọn này ra. Sweep Loop thì Sweep Loop có ý nghĩa là các bạn có thể tạo ra những cái cạnh mà ở trên đường vuông góc với những đường mà bạn chọn. Nói có thể khó hiểu nhưng mà các bạn thấy là nó giống như thế này. Đấy, nó vuông góc với những đường mà các bạn đang để chọn. Đấy, vuông góc này. Đấy, cũng không hẳn là nó vuông góc lắm, mình không biết mà dùng cái từ nào cho nó hợp lý nữa. Nó giống như connect vậy. Nó giống như là connect, nó kết nối vậy, nhưng mà nó cho phép các bạn như là tạo ra những cái đường cạnh mới hoàn toàn. Đấy, giờ mình tới đây tạo, xong rồi nó hỏi tiếp mình tạo ở đây. Đấy, mình sẽ thêm được những cái cạnh mới hoàn toàn mà mình không cần phải sử dụng lệnh connect. Bây giờ mình sẽ có rất là nhiều lưới ở đây. Cái lệnh tiếp theo mà mình muốn giới thiệu cho các bạn, nó tên là Well và Target Well. Well là dịch ra tức là hàn. Hàn thì các bạn thấy đi ra ngoài các thợ sắt như bạn gọi là nối mối hàn vậy. Thì ở đây hàn có ý nghĩa là các bạn chọn hai điểm. Đấy, các bạn chọn hai điểm. Xong các bạn quẹo nó lại, nhưng mà hiện tại nó không có bắt dính điểm với nhau bởi nó xa quá. Trong trường hợp như vậy á, các bạn vào cái bảng setting. Có cái bảng setting ở đây. Các bạn tăng cái mật độ xác nhận của nó lên, threshold á. Threshold có nghĩa là ngưỡng.
ngưỡng này, threshold này, có nghĩa là ngưỡng, càng tăng cái ngưỡng nó lên, giới hạn ngưỡng là nó lên thì nó mới nhận được, đó, nó mới nhận được. Đấy, thì mình sẽ để mặc định là 0.1, mình sẽ cancel nó đi, bởi vì đó mình chỉ giới thiệu thôi. Trong khi đó cái target well này nó có lợi hơn, các bạn có thể chọn điểm, các bạn bắt dính bất kỳ một cái điểm nào các bạn muốn, à, không phải là bất kỳ nhưng mà điểm bên cạnh của nó. Ví dụ như thế này, hồi nãy ở well thì nó lấy trung bình cộng của các tọa độ, nghĩa là XYZ của cái vertex này nó sẽ cộng với XYZ của cái vertex kia và nó chia đôi. Đấy, thì nó nằm ở trung gian ở hai cái điểm đấy. Nhưng mà với target well thì nó sẽ lấy điểm cuối cùng của các bạn chọn, lấy điểm cuối cùng của các bạn chọn. Các bạn không thể nào target well ở đây được. Như các bạn thấy con chuột của mình nó không có xuất hiện cái dấu cộng mà nó vẫn hay để thành con chuột, tức là nó không cho phép các bạn, thấy không? Không cho phép các bạn nối, mà nó chỉ cho phép các bạn nối với những cái điểm bên cạnh nó ở trên cái đường cạnh, như cạnh này, cạnh này, cạnh này, cạnh này, cạnh này, thế thôi. Ví dụ như thế này chẳng hạn, đấy. Đấy là những cái mà cơ bản, những cái rất là cơ bản. Thì ở mình sẽ để sang cái chế độ cạnh. Đây mình sẽ giới thiệu về chamfer, tức là vát góc. Mình sẽ chọn hai cạnh ở đây, cái nhấn double click. Thì ngã ba thì rõ ràng nó không biết là phải đi đâu nên nó không có chọn được. Double click nó chỉ chọn được có hai cạnh thôi, nhưng mà như vậy là đủ rồi. Mình sẽ nói về chamfer, sẽ nhấn vào bảng setting. Đấy, nhấn vào bảng setting. Thì ở đây chamfer cũng là vát góc. Mình sẽ vát góc bao nhiêu độ, lấy dao cắt giống y chang như lấy cái dao vậy, vát một đường vậy, 2, 3, 4, 5. Cái này nó giống như là mật độ vậy, có nghĩa là càng nâng cao con số này thì cái này trở thành bo góc rồi, như không còn là vát góc nữa. Thì mình nghĩ 5 là có vẻ ổn. Đấy. Ở đây thì nó có thể cho mình chế độ là, để chế độ là hình vuông hoặc là tam giác. Thì nếu như các bạn mà để chế độ hình vuông á, thì các bạn ở dưới này, nếu như các bạn không có ý định bo tròn thì để mặc định, còn bo tròn á, các bạn để 0.5, mình gõ chấm 5, ok, thì nó sẽ cũng sẽ bo lại cho các bạn giống như thế này. Mình cảm thấy ổn rồi thì mình ok. Thì bây giờ mình sẽ nói cho các bạn thêm một cái tính năng của bên trong cái polygon nữa, tính là hinge from edge. Thì nó là giống như một cái bản lề vậy. Các bạn có thể tưởng tượng là nó bật ra đấy, đến đây là 90 độ. Mình sẽ ấn hinge from edge và mình chọn cái cạnh, gọi là cái cạnh này. Đấy, 90 hoặc là trừ 90. Sau đó là mình sẽ tăng cái con số này lên, tăng mật độ lên, càng tăng nó sẽ càng mịn. Đấy, nhấn ok. Bây giờ mình sẽ cho nó cong qua bên này. Mình cũng hình form edge, nhưng mà mình sẽ chọn cái cạnh bên này, mình nhấn vào đây, mình sẽ chọn cạnh bên này.
thì các modify của không phải các cái tính năng ở trong cái modify editable poly nó như thế này, nó cho phép các bạn có thể chỉnh sửa cái vật thể của các bạn theo ý của các bạn mong muốn. Thì các bạn cần phải luyện tập khá là nhiều. Đấy, các bạn cần phải luyện tập khá là nhiều mới có thể thành thạo được cái bộ công cụ của Polygon Modeling này. Thì mình nói trước là trong những cái bài tiếp theo á, mà các bạn không luyện tập á, thì các bạn sẽ gặp rất là nhiều khó khăn, hoặc là các khi các bạn làm những cái model phức tạp, các bạn sẽ rất là nhiều thời gian. Thì mình nghĩ là từ cái bài này thì các bạn nên dừng lại một chút xíu và bắt đầu luyện tập riêng về editable poly. Đấy, riêng về cái này thôi, các bạn phải luyện tập. Thì những cái mà mình không chỉ á thì các bạn cũng có thể tự tìm hiểu. Và chủ những cái mà mình chỉ thì nó là những cái phổ biến rồi. Thì mình khuyên các bạn là các bạn nên dành thời gian để các bạn luyện tập trước khi tiếp tục ở cái bài những cái bài tiếp theo.